Kính chào tất cả quý vị và kính chào quý đồng hương đang theo dõi trên hệ thống truyền hình khắp mọi nơi được truyền tải trên thế giới và trang Facebook cũng như trang YouTube Cảm ơn Anh 18-2024. Và quý vị sẽ có được một chương trình đại nhạc hội rất có ý nghĩa, nhân văn để cùng tri ân những người hùng của chiến trận miền Nam ngày nào. Họ đã để lại một phần xương máu của mình trên bốn vùng chiến thuật. Kính thưa quý vị, để nhắc nhớ những chiến tích oai hùng của đoàn quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, bom nổ tăng gầm, pháo xé không gian, những đoàn quân vẫn chiến đấu miệt mài anh dũng cho đến khi miền Nam bất tử. Gần 50 năm trôi qua, có những người chưa biết hay có những ký ức đã phai mờ, ai người đã vào địa ngục Khe Sanh, ai đổi máu lấy từng tấc đất, ai dựng cờ trên cổ thành Quảng Trị, ai dừng chân bên trấn Nít Lương, đêm mơ về Sài Gòn hoa lệ, rồi ai người biên trấn Tây Nguyên, Ben Hét, Tân Cảnh, Đác Tô, Lệ Khánh, Chu Phao, ai giữ cho An Lộc qua cơn bão lửa. Những chiến tích lẫy lừng, những trận đánh để đời hay những mối tình giữa thời ly loạn, tất cả chỉ là những ký ức của những người lính già xa quê hương mà lòng vẫn canh cánh về bên kia bờ đại dương. Những người hùng của chiến trận miền Nam ngày nào lại là những người bên lề cõi sống, vất vưởng thân già khắp mọi nơi trên toàn cõi Việt Nam. Và đó là lý do chính để kính mời quý vị bước vào chương trình nhân văn Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh kỳ thứ 18 hôm nay và chào mừng sự hiện diện của tất cả quý đồng hương. Cảm ơn quý vị. Ái hữu lực lượng đặc biệt, mở đầu chương trình với bài Màu áo hoa rừng. Hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa còn mãi với thời gian. Người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn khắc ghi câu trong tâm tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Các anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền tự do ấm no cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Những thế hệ sau vẫn còn đang nợ các anh một món nợ không bao giờ trả hết. Đó là chương trình Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh hôm nay. Và kính mời quý vị cùng bước vào chương trình cùng với tất cả quân binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam California và các tiểu bang lân cận. Chào thầy! Chào! Phất! Hợp ca lực lượng đặc biệt Màu áo hoa rừng bắt đầu. Ngày anh ra đi với chiếc áo xanh màu hoa, ngày anh ra đi vai súng hiên ngang tựa ra, băng suối qua rừng chập chùng hay những đêm dài lặn lùng, sương mưa đeo vắng bước chân anh.
Và đó là màu cờ sắc áo, màu áo hoa rừng với hội ái hữu, lực lượng đặc biệt đang chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh kỳ thứ 18. Kính mời quý vị dành tràng pháo tay thật lớn ạ. Kính thưa quý vị, chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa, người lính Việt Nam Cộng Hòa thi hành bổn phận công dân từ vĩ tuyến 17 xuống tận mũi Cà Mau, từ duyên hải quanh năm sóng vỗ đến rừng già heo hút đội xương, từ cao nguyên rậm rạp xuống đồng bằng sông rạch Cửu Long. Kính mời quý vị cùng lần theo dấu chân đó với Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh hôm nay. Và tiếp nối chương trình là hậu vệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa Jenny Tường Giang. Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đoàn Người Lứ Thứ, sáng tác của cố nhạc sĩ Lam Phương. Tiếp nối chương trình ngay sau đây. Cảm ơn quý vị. Rồi một ngày mai khi non sông xanh nhạt thanh minh,
cảm ơn phần trình bày một ca nhạc rất là ý nghĩa và thơ mộng của cô Tường Giang. Kính thưa toàn thể quý vị đang thưởng thức chương trình văn nghệ phần đầu của Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh kỳ thứ 18. Một lần nữa xin lưu ý và nhắc quý vị là đúng 12 giờ chúng ta sẽ có nghi thức khai mạc rất là trọng thể theo lễ nghi quân cách, và đồng thời sau đó sẽ là trọng tâm của chương trình văn nghệ. Như tôi đã nói là sẽ gồm các ca sĩ mà đã được quý vị, nhất là quý vị cao tuổi, đã ái mộ các nghệ sĩ đó từ lâu, sẽ đến đây giúp vui cùng tất cả quý vị trong tinh thần yểm trợ các anh em mình thường phê bình. Một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị. Và sau đây xin anh Đỗ Thanh tiếp tục chương trình văn nghệ ngày hôm nay gửi đến quý vị. Xin mời MC Đỗ Thanh. Cảm ơn chú. Và quý vị cũng đang trong chương trình Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh kỳ thứ 18. Mọi ý kiến, chia sẻ và tham dự chương trình trên Facebook cũng như YouTube, quý vị có thể vào Cảm ơn Anh 18-2024. Để sơ lược người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa là người lính địa phương quân, nghĩa quân, ngày đêm quanh năm suốt tháng 20 năm ròng rã, âm thầm lặng lẽ trấn giữ hệ thống giao thông và bảo vệ hạ tầng cơ sở, là người lính lực lượng đặc biệt lôi hổ biệt hải, biệt cách dù lặn lội vùng biên giới, hoang vu để ngăn chặn quân thù, là người lính không quân từ trên không đánh xuống, là người lính nhảy dù, là lính gian lực canh giữ khắp miền sông rạch, là người lính hải quân từ ngoài biển đánh vào, là lính thủy quân lục chiến. Tất cả những hình ảnh đó thân thương được người dân miền Nam gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và để chia sẻ màu cờ sắc áo, kính mời quý vị cùng chào đón Hội Võ Bị Quốc gia Nam California trình bày nhạc phẩm Xin Hãy Làm Ánh Đuốc của Nguyệt Ánh. Kính mời quý vị cùng một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Hội Võ Bị Quốc gia Nam California. Cảm ơn quý vị. Nghiêm! Chào tới! Chào! Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay Hội Võ Bị Nam Cali sẽ đồng ca bản Xin Hãy Làm Ánh Đuốc, với trong câu trong yên vui không quên thù non nước, giữa bình an lòng vẫn nhớ núi sông điều tàn. Cùng một cái quan điểm đó, Hội Võ Bị Nam Cali sẽ đồng ca bản Xin Hãy Làm Ánh Đuốc của Nguyệt Ánh. Anh em ơi, xin hãy làm ánh đuốc trong đêm trường sáng soi đẹp lưu quê hương, đêm thâm u đêm ngục tù non bùng lên lửa thương quyết và thương dòng xin. Anh em ơi, bên trong chúng ta biên lòng mình là trăng soi trên ngàn cây lá, hồn lá sao trên tinh thần ngấm hà, sáng soi sáng thêm lời thề giải phóng quê ta. Anh em ơi, xin hãy làm anh đuốc đêm không cùng đau nồng lòng người yêu, yên vui không quên u non nước, giữa bình an lòng thầm nhớ núi sông yêu tan. Anh em ơi, quê hương dù xa xôi, chỉ cần một vòng tay ta sẽ rời sông núi, chỉ cần một niềm tin sẽ đập biển phá đôi, đốt thêm đuốc yên dòng bừng hùng khí từ non sông, bùng bùng lên hơi đốt thiêng soi đường thế giới.
một vòng tay ta sẽ rời sông núi, chỉ cần một niềm tin sẽ đặt biển phá đôi, đốt thêm đốt biển dòng bông hùng khi có màn sau. Bùng bùng lên hơi đốt thêm soi đường thế giới, bùng bùng lên hơi đốt thêm muôn đời tiếp nối, sáng trong gió mưa mịt mùng, sáng trong áo rung rung chung lửa biển hơi. Xin hãy làm anh đua trong đêm dài xa hẹn chiều mong tương lai, mai làm sân vẫn cao cờ phục quân, một chiều chưng dục chiến trong đầy vàng trời. Anh em ơi khắp nơi dù phai phôi mà hàng ngàn đời sau vẫn tươi dòng máu thắm, truyền cho nhau máu sương dòng anh hùng sẽ mang đua biển về. Và kính thưa quý vị, Hội Võ Biểu Quốc gia Nam California vừa cùng với nhạc sĩ Nguyệt Ánh thắp lên một ngọn nến yêu thương, ngọn nến nhân bản, giá trị của đôi tiếng tự do mà hàng triệu người Việt lưu vong xa xứ đều đang hướng về quốc nội. Quý vị có thể dành cho Hội Võ Biểu một tràng pháo tay thật lớn một lần nữa à. Và chúng ta đang theo dõi chương trình Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh kỳ thứ 18 được tổ chức tại miền Nam California. Quý vị cũng có thể cập nhật trên trang Facebook, YouTube Cảm ơn Anh 18-2024, hoặc quý vị có thể gieo qua số điện thoại là 714-837-5998, 714-837-5998 đang hiện ra trên màn ảnh, hoặc có thể liên lạc về số toll free 1-888-333-9030, 1-888-333-9030. Và để tiếp nối chương trình, trước khi chúng ta bước vào phần quan trọng để chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, kính mời quý vị cùng chào đón tiếng hát của Đỗ Mary với nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, Đưa Em Vào Hạ. Kính mời quý vị cùng thưởng thức tiếp nối chương trình Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh kỳ thứ 18 ngay sau đây. Cảm ơn quý vị. Vẫn đợi anh về vui tao ngộ, đưa em đi vòng khắp cả quê nhà, nghe tâm sự từ rừng thiêng gọi la, đến hỷ trường đất
lỡ sông bồi bạn bè anh. Giờ đây người sương người gió chỉ cả trót mang, nên chẳng còn về thăm trường cũ. Cảm ơn quý đồng hương vẫn đang hướng về hệ thống vô tuyến truyền hình và trên Facebook, YouTube bởi Cảm ơn anh 18/2024. Mới mở đầu chương trình mà em muốn anh chia sẻ với tất cả quý đồng hương danh sách được quý đồng hương gọi về từ khắp mọi nơi rất đông, để em sẽ chia sẻ quý danh của quý ân nhân vẫn còn khao khát cho nền tự do, dân chủ nước nhà và những người cùng đồng sanh ra tử với quý vị, những người thương phế binh bên lề cõi sống tại quê nhà. Đây cũng là một cái tin rất vui mà được loan tải khắp mọi nơi trên thế giới để cùng mừng chia sẻ với những người vẫn còn khao khát cho đôi tiếng tự do. Và đầu tiên thì Đỗ Thanh muốn
Tất cả quý vị cùng tri ân những quý mạnh thường quân đầu tiên cho chương trình hôm nay: ông Lê Duy Tim, Anaheim 100 Mỹ Kim, Juan Lawrence ở California 100 Mỹ Kim, Khương Minh Thanh ở Washington Seattle 100 Mỹ Kim, Connie Khanh Nguyễn MD Corporation 100 Mỹ Kim, Lê Kha ở Arizona 100 Mỹ Kim, Hoàng Như Huỳnh ở tại Westminster 100 Mỹ Kim, Tiên Mậu ở Washington Seattle 100 Mỹ Kim, Nguyễn Ngọc Bính ở San Jose California 100 Mỹ Kim, Lê Ngọc Loan Tustin California 100 Mỹ Kim, Trần Chẩn Hai ở San Diego California 100 Mỹ Kim, Nguyễn Phan Orange California 100 Mỹ Kim, Bosa Medical Management Incorporation ở Westminster 100 Mỹ Kim, Trần Vân và Trần Mai Minh ở Irvine California 100 Mỹ Kim, Trần Lê Bích Châu ở Westminster 100 Mỹ Kim, Đỗ Trần Thanh Mai ở Oregon 200 Mỹ Kim, Lương Chân ở California 200 Mỹ Kim, Nguyễn Wendy ở Westminster California 200 Mỹ Kim, Hà Long ở Houston Texas 200 Mỹ Kim, Phan Philip ở Los Angeles California 200 Mỹ Kim, Huỳnh Thanh Tú ở Fountain Valley 300 Mỹ Kim. Quý vị có thể cho quý ân nhân của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn à. Cái list còn rất là dài quý vị, mấy chục trang. Mới mở đầu chương trình mà những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở tại quê nhà, cảm ơn anh, những người yêu chuộng đôi tiếng tự do tại hải ngoại không bao giờ quên những tri ân, những hy sinh đóng góp cho trận chiến miền Nam trước năm 1975. Nguyễn Ngọc Anh ở San Jose 300 Mỹ Kim, Michael Irvine 300 Mỹ Kim, Nguyễn Kim ở tại Florida 400 Mỹ Kim, Huỳnh Ngọc Cang ở Washington Seattle 400 Mỹ Kim, Nguyễn Nhân ở Fullerton California 500 Mỹ Kim, Nguyễn Trung ở Santa Ana 500 Mỹ Kim, Nguyễn Binh Quân ở Garo California 700 Mỹ Kim. Quý vị cho quý ân nhân của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn à. Sau mùa dịch này, những người lành lặn còn khó khăn thì huống hồ chi những người thương phế binh Việt Nam lại càng khó khăn muôn vàng. Đây là một tấm thân tình trước khi họ trở về với lòng đất mẹ, thì chúng ta tri ân những người cùng đồng sanh ra tử trước năm 1975. Nguyễn Văn Tài ở tại Georgia, Atlanta 20 Mỹ Kim, Cao Minh Trí ở tại Maryland 20 Mỹ Kim, Châu Bắc Sang ở Alhambra California 20 Mỹ Kim, Nguyễn Văn Lộc ở San Francisco 20 Mỹ Kim, Nguyễn Kim My ở San Jose 25 Mỹ Kim, Phạm Quốc Thái ở tại Texas 30 Mỹ Kim, Nguyễn Frank Yến ở tại Wichita, Kansas 30 Mỹ Kim, Trương Lâm ở tại Arlington, Texas 40 Mỹ Kim. Và cái list còn rất là dài, em sẽ chia sẻ xen kẽ với chương trình Đại Nhạc Hội để quý khán thính giả cùng gọi về tri ân người thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị cùng tiếp nối chương trình với một tiếng hát hậu duệ Đức Đoàn trình diễn nhạc phẩm Tình Yêu và Thủy Thủ sáng tác của nhạc sĩ Y Vân. Kính mời quý vị cùng tiếp nối với Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh kỳ thứ 18 được tổ chức tại miền Nam California. Cảm ơn quý vị.